Thưa quý vị, mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng chỉ cần một trong đôi bên biết kiểm soát ngôn từ, biết tiết chế cảm xúc hoặc nhường nhịn thì sẽ không dẫn tới mức cự cãi, xô sát và thậm chí là tương tàn. Mới đây nhất ở Bắc Giang, vừa xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ trong nhà nghỉ rồi tự thương khiến người dân khu vực này không khỏi bàng hoàng xót xa. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, tại nhà nghỉ TT ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện vụ án mạng nghiêm trọng, nghi chồng ra tay sát hại vợ rồi tự chấm dứt cuộc sống. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Nhân chứng vụ việc, anh Nguyễn Nam C cho biết: Thời điểm trên tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh. Không lâu sau thì xảy ra vụ án mạng. Tôi cùng mọi người đưa hai vợ chồng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người vợ đã tử vong, còn chồng qua cơn nguy kịch. Ông Đào Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồi Ngô xác nhận vụ việc trên và cho biết, người chồng sinh năm 1994, còn vợ sinh năm 2000, cùng ngụ ở xã Cương Sơn, huyện Lục Nam. Họ có với nhau một người con. Theo thông tin ban đầu, lý do là mâu thuẫn gia đình, người vợ đi làm công ty nhưng chồng không muốn cho làm. Theo ông Hải, trước khi đến nhà nghỉ, người chồng có mang theo hung khí. Sau khi sát hại vợ, người chồng dùng chính hung khí đó quyên sinh nhưng bất thành ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân xã cương sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang cho biết hai vợ chồng trẻ trong vụ việc là người dân địa phương mới cưới nhau được một thời gian theo ông sơn trước đó gia đình này không có điều tiếng gì ông sơn nói tôi nghĩ là do bột phát nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy vị lãnh đạo xã cương sơn cho biết hiện tại gia đình đang lo hậu sự cho người vợ không chỉ trong mối quan hệ vợ chồng mà cứ bất kể mối quan hệ nào trong cuộc sống đều có thể xuất hiện mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lời qua tiếng lại thế nhưng nếu thay vì xử sự, sự đúng mực nhường nhịn và thông cảm cho nhau thì chắc hẳn sẽ không để lại sự việc đáng tiếc quay trở lại với vụ việc trên liệu nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ án là gì người chồng sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất